Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa trời cầu cho chúng con
con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Hiệp ý cầu nguyện trong thánh lễ này, xin cộng đoàn cầu nguyện cho chuyến đi được bình an, xin cho được gặp thầy gặp thua, cầu cho linh hồn Maria Filomena mới qua đời, cầu cho linh hồn Gioan Bautista nhân ngày giỗ, linh hồn ông cố Francisco Vũ Xuân Luân mới qua đời, cầu cho ba linh hồn Giuse, linh hồn Vicente Martino Maria và linh hồn Maria nhân ngày giỗ 4 năm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào tuần thứ 24 thường niên. Hiệp dần thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết xá tín vào Chúa, và đồng thời chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với ơn sủng của Chúa qua việc làm chứng cụ thể nơi chúng ta. Với tâm tình đó, chúng ta nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót để cùng nhau dâng thánh lễ này.
Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các từng trường. Và bình đẳng dưới thế, cho người thiên đồng. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con trông cầu Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biên tâng tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaia. Thiên Chúa đã mở tay tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không hổ thẹn, nên tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây. Này đây Thiên Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?
Đó là lời Chúa. Trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không có cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: chúc anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân Marco. Lạy Chúa, vinh danh
Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả, và người bắt đầu dạy cho các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bây giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và nói: ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Thứ nhì, chúng còn thấy có mâu thuẫn khi nghe tin mừng vừa rồi. Khi ông Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì được khen quá thể. Thế nhưng mà ngay sau đó thôi thì ông lại có hành động can gián thầy thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha. Đối với Phêrô, một Đấng Kitô phải là hiển hách, oai phong, quyền cao chức trọng và đầy vinh quang kiểu con người. Thành ra ông không thể hiểu nổi và chấp nhận lời tiên báo của thầy Giêsu là con người phải trải qua đau khổ và phải chịu chết. Nó tóm lại là Phêrô choáng váng. Vì vậy mà ông phản ứng ngay. Không phải là ông không thương thầy, thương lắm, cho nên ông can trách thầy là đừng đi vào con đường đau khổ đó, tội thầy. Nhưng mà thưa cộng đoàn, để biết Đức Kitô là ai và đâu là con đường của Ngài phải đi và cần phải trở về, chúng ta cần phải trở về căn tính thật của Chúa Giêsu. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách tiên tri Isaiah mà cộng đoàn vừa nghe nói về người tôi tớ già về, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về thái độ trong bài đọc thứ nhất là người tôi tớ ấy đưa mặt ra, rồi đưa lưng ra cho người ta đánh, rồi bị sỉ nhục, rồi phải chịu đau khổ và phải chết, nhưng mà ngày thứ 3 sẽ sống lại. Vậy thì chúng ta thấy cái gì nơi bài đọc thứ nhất này? Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nhưng mà Đấng Kitô ấy phải đi qua con đường thập giá. Cho nên ao ước, mong muốn của Phêrô, chúng ta thấy nó không đúng với đường lối của Thiên Chúa. Vậy thì đối với ông bà anh chị em, đối với thiếu nhi chúng con nữa nè, Đức Kitô là ai trong cuộc đời của mình? Có thể rằng là chúng ta trả lời một cách dễ dàng hơn là Phêrô nữa.
Nhưng mà vấn đề ở đây không chỉ trả lời đúng câu hỏi mà còn phải sống với câu trả lời đó. Cái quan trọng nó nằm ở chỗ này. Cái thân phận của Thầy Giê-xu là gì? Phải chăng là những bấp bênh tâm tối và đầy hy sinh, không vinh quang, không có địa vị, và luôn biết đón nhận tất cả, dù đó là niềm vui hay là nỗi buồn, miễn làm sao con đường thánh ý của Chúa Cha mong muốn thì Ngài sẵn sàng đón nhận để cứu độ con người. Cho nên ông bà, anh chị em và bản thân con đây, chúng ta đều tin vào Chúa. Tin vào Chúa không phải là mình tuyên xưng đức tin suông, mà phải được minh chứng bằng đời sống của mình hay là bằng việc làm của mình. Cho nên con mượn ý tưởng của Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc thứ hai, nói về đức tin cần phải có hành động. Thánh Gia-cô-bê đã khẳng định rằng tin vào Chúa mà không hành động là đức tin chết. Chúng ta biết mấy ngày nay miền Bắc của đất nước chúng ta bị bão lũ rồi lũ lụt tang thương. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc đời này, thưa cộng đoàn. Bằng cách thức tùy theo khả năng của mình, chúng ta đóng góp để thể hiện cái sự chạy lòng, sự chia sẻ của chúng ta với những anh em đó. Và đồng thời qua nhiều việc khác, từng công việc, lối sống trong giáo xứ, lối sống trong hội đoàn, cách cư xử với nhau vân vân, chúng ta cũng được mời gọi là phải hành động bằng một đức tin sống động. Cho nên tâm trạng của Phêrô ngày xưa cũng là dễ dàng đối với chúng ta rơi vào cái tâm trạng ấy. Ai cũng muốn tìm cho mình một sự thoải mái, sung sướng, an toàn cho bản thân, an toàn cho gia đình. Nhưng mà chính lúc những như thế thì thưa cộng đoàn, ta dễ hành động như Phêrô là căng ngăn, không muốn Thiên Chúa đi vào con đường cứu độ mà không có trải qua con đường thập giá. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta sợ đụng đến cái an nguy của chính mình, đụng đến cái gia đình của mình, và mình không muốn cho gia đình, bản thân mình, người thân của mình rơi vào những tình trạng đau khổ ấy. Chúng ta đều tin vào Chúa thì xin Chúa cho chúng ta điều gì? Xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng đường lối của Thánh Ý Thiên Chúa Cha là đường lối chúng ta phải trải qua. Như Chúa Giê-xu nói trong Tin Mừng, ai muốn theo Thầy là phải vác thập giá mình mà theo Thầy. Cho nên có những cái nghịch lý mà mình tưởng rằng nó không hợp lý, là ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình thì sẽ được cứu. Cái nghịch lý này đặt cho chúng ta một sự chọn lựa, và sự chọn lựa này nó cũng đòi hỏi chúng ta phải hy sinh. Mà con đường đi theo Chúa không phải là con đường bằng phẳng, luôn luôn có những sự hy sinh đón đợi mà mỗi người chúng ta phải cần ân sủng của Chúa để mà vượt qua. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều đó, để những lời tuyên xưng nơi môi miệng của mỗi người phải là hành động thực hiện ra bên ngoài. Mà cụ thể là gì? Là vác thập giá đi theo Chúa mỗi ngày. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kính một Thiên Chúa, trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính
Anh chị em thân mến, Đức Kitô phải trải qua cái chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Mầu nhiệm thập giá vừa tỏ rõ hậu quả đáng sợ của tội lỗi, vừa nói lên tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin. Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều. Xin cho các linh mục biết đón nhận sự chung đôi, lăng nhục với lòng hiền lành, khiêm nhường vì yêu mến đừng chịu đóng đinh, để ơn cứu độ được sinh hoa kết trái nơi nhiều tâm hồn. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin cho các doanh nhân, các tiểu thương tôn trọng sự thật, thực hành công bằng và thực thi đức ai, để gương mẫu đời sống đức tin của họ hướng lòng nhiều người về Thiên Chúa. Chúa nói: ai chịu mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống mình. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé đang bị bách hại được sức mạnh tình yêu Chúa nữa nâng, để trung thành và tuyên xưng đức tin. Chúa nói: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta cam đảm chiến thắng cam dỗ Chúa toàn bổn phận hàng ngày và vâng phục thánh ý Chúa, để theo sát Đức Kitô trên đường thập giá. Lạy Chúa, con Chúa đã chấp nhận chết trên thập giá để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương người, một lòng tuân dự luật Chúa, nhiệt thành phục vụ tha nhân mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tội thay cha, để ta thường tôn vinh danh Chúa và nguyện nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhân những lễ vật này, để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh,
dù mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thường là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhậm thế bởi phép Chúa Thánh Thần và được đứng trên nữ sinh ra để chu toàn thân ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Hỡi mọi người, Chúa là Thiên Chúa thân nào mình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu đấng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế từ ngày sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu đấng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đương mên cùng với đương giao hoàng Phanxicô,
đừng giao mục cho anh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thay đường vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ được Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mời danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thần Chúa đang ở trong bí tích thánh thể. Chúa là Thiên Chúa thần và là người thần, đã trở nên thần lương nuôi trong chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở trong con và con cùng ước ao rương Chúa vào lòng để được ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa tẩy sạch tâm lòng con để con nên trong trắng. Xin Chúa mở rộng hồn con để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin giúp con dọn mình xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen. Trọn đường cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biến say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bi tín này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn thánh thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.